Xin chào quý vị, tôi là Việt Anh. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Căn phòng bí mật, nơi chúng ta gặp gỡ những khách mời đặc biệt để lắng nghe câu chuyện của họ và bàn luận về những chủ đề trong cuộc sống. Có một nỗi sợ mà rất nhiều những chị em phụ nữ và thậm chí là tôi cũng sợ, đó là sợ xấu. Và thói quen của chúng ta khi sợ xấu là gì? Đó là sẽ xem những clip làm đẹp ở trên mạng. Và trong những clip mà tôi hay xem thì có rất nhiều những clip đến từ khách mời ngày hôm nay của chúng ta. Cô ấy là một trong những beauty blogger đời đầu tại Việt Nam và hiện tại cô ấy còn là một người mẹ. Đó là ai? Hãy theo dõi clip ngay sau đây. Trinh Phạm, beauty blogger với hơn 1,2 triệu người đăng ký trên YouTube và hơn 450.000 người theo dõi trên mạng xã hội Facebook. Rất nhiều video đăng tải về làm đẹp, chuyện con gái và cuộc sống của Trinh Phạm đạt hơn 3 triệu lượt xem. Hành trình làm kênh YouTube của Trinh Phạm đã trải qua rất nhiều những giai đoạn, từ khi còn là du học sinh cho đến khi trở về Việt Nam và bây giờ đã làm một người mẹ. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một video với nội dung vô cùng đặc biệt, bởi vì chúng mình có một vị khách mà đây cũng là lần đầu tiên bạn xuất hiện trên channel của mình, đó chính là MC Việt Anh. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của chị Trinh Phạm. Chắc hẳn là chị Trinh đã quá quen thuộc với cả những máy quay rồi đúng không ạ? Tại vì thời gian chị làm YouTube thì cũng khá là dài rồi, cũng 6 năm nay rồi. Chương trình có tên là Căn phòng bí mật thì chắc chắn sẽ khai thác những bí mật. Thậm chí là những câu chuyện thầm kín của chị Trinh, thì chị có sẵn sàng chia sẻ với khán giả không? Ngày hôm nay trước khi đến đây thì chị đã sẵn sàng tinh thần để bật mí một số điều bí mật ở trong chương trình rồi. Trước khi đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Việt Anh sẽ có một thử thách dành cho chị Trinh Phạm. Đó là chúng ta sẽ phải trả lời một loạt những câu hỏi nhưng đáp án chỉ dừng lại có hoặc không và không giải thích gì thêm. Chị đã sẵn sàng chưa? À ok, trò này có vẻ nguy hiểm đấy. Câu hỏi đầu tiên: nghề beauty blogger là một nghề kiếm được nhiều tiền? Có. Đã từng phản đối một chu trình dưỡng da của một beauty blogger khác? Không. Ám ảnh việc bọc mụn? Có. Đã từng dùng mỹ phẩm fake? Có. Đã từng muốn bỏ tất cả vì quá mệt mỏi? Không. Đã từng quay video trong tâm trạng không hề tốt? Có. Đã từng xóa ảnh hoặc video vì ít tương tác? Không. Là một người thích drama? Không. Sẽ ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng? Có. Đã từng để mặt mộc đi ra đường? Có. Đã từng nhận phải những lời bình luận tiêu cực, thậm chí là tục tĩu? Có. Và đã từng block những anti-fan nói những bình luận đó? Có. Đã từng bị chồng chê make up xấu? Không. À, có. Sẽ ủng hộ nếu con muốn theo con đường beauty blogger? Có. Và vừa rồi, chúng ta đã cùng nghe chị Trinh Phạm trả lời một loạt những câu hỏi, nhưng đáp án chỉ dừng lại có hoặc không. Và nếu quý vị muốn biết thêm nhiều những bí mật của Trinh Phạm, thì ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi trò chuyện trong căn phòng bí mật. Câu hỏi đầu tiên mà Việt Anh muốn hỏi đó là chị Trinh Phạm có nhớ hiện tại kênh YouTube của mình có bao nhiêu subscriber không? Hiện tại lần cuối chị check thì là 1.200.000 bao nhiêu đó số lẻ lẻ subscriber. Và chị Trinh thử đoán xem là hiện tại thì mình đứng bao nhiêu ở Việt Nam? Nếu mà trong beauty blogger hay là em nói là YouTuber, thế thì chắc của chị chỉ nằm ở một chỗ nào đó rất mênh mông ở trong cái cộng đồng YouTuber. Bởi vì khi mà em xem những cái ví dụ như các bạn streamer chẳng hạn, hay là các bạn làm về hài, những cái kênh về phim các thứ đó, thì các bạn có rất là nhiều sub và cái lượng xem cũng rất là đông. Thì beauty blogger nó chỉ là một cái gọi là mảng rất là nhỏ thôi, và thực sự là cái cộng đồng mà bây giờ thì cũng không phải là quá lớn đó, nên là chị nghĩ là cái kênh của chị nó chỉ nằm ở TikTok ở một chỗ nào đó thôi. Vì anh sẽ bật mí đó là con số 317. Wow. Ban đầu thì với anh có hỏi một câu hỏi, đó là nghề beauty blogger có phải là nghề kiếm được nhiều tiền không? Tuy nhiên sẽ lật lại một câu hỏi khác, đó là có phải những người nào nhà có điều kiện mới theo đuổi được con đường beauty blogger hay không? Câu này thì chị cũng có nhận được một vài lần trong những cái buổi phỏng vấn khác rồi, và thực sự là chị cũng phải suy nghĩ rất là nhiều trước khi đưa ra câu trả lời, bởi vì nó cũng không phải là, tại vì khi mà chị bắt đầu ấy, chị cũng không phải là con nhà giàu,
nhà chị cũng chỉ bình thường thôi. Nhưng mà lúc đó thì chị đi làm thêm và mình lấy hết cái số tiền đi làm thêm đó để đi mua mỹ phẩm để review. Và khi mà mới làm thì thực ra mình còn lấy cả những cái gọi là sample, những cái mẫu thử để mình thử và mình review, chứ cũng không hẳn là phải mua những đồ quá đắt tiền. Nhưng mà chị nghĩ là nó cũng phụ thuộc vào cái gọi là mục tiêu mà những cái khách hàng mình muốn hướng đến là ai ấy. Mình muốn review về những đồ luxury, đồ đắt tiền một chút, đồ kiểu gọi là xịn xò hơn thì tất nhiên là mình sẽ phải bỏ nhiều tiền hơn. Còn nếu mà mình hướng tới những cái người xem bình dân hơn thì mình sẽ mua những cái đồ bình dân thôi. Thì đấy là như là một cái sự đầu tư ấy. Mình muốn cái kết quả nó lớn thì mình sẽ đầu tư nhiều. Còn nếu mà mình kiểu chưa có gì như một startup ấy thì mình cũng có thể bắt đầu bằng con số nhỏ thôi. Mục đích ban đầu của chị Trinh Phạm mở kênh YouTube là gì? Khi mà chị bắt đầu mở kênh ấy thì chỉ đơn thuần là chị chia sẻ với các bạn bè của chị. Tại vì lúc ấy chị đang đi du học và ở Việt Nam thời đấy thì chưa có quá nhiều những cái cửa hàng mỹ phẩm nhiều như bây giờ. Nên là trước khi mọi người mua cái gì thì mọi người sẽ phải đắn đo nhiều ấy, và mọi người cũng không biết là phải nghe ai và xem ở đâu. Thì mọi người cũng hỏi mình là có nên mua cái này cái kia hay không. Thì chị cũng chỉ mở cái kênh đó ra để chia sẻ cho bạn bè của chị, review cho bạn bè của chị thôi. Thì về sau thì càng có nhiều người xem hơn. Đó, thì mình... Mục đích thì vẫn là như vậy. Vẫn là chia sẻ những cái gì mà không phải là chuyên về mỹ phẩm, mà là những cái gì mà chị yêu thích và những cái gì chị cảm thấy là các bạn gái, à kể các bạn trai, cần thiết trong cuộc sống chẳng hạn. Ví dụ như là lifestyle hoặc là những cái lời khuyên trong cuộc sống thôi, thì chị có thể chia sẻ. Chị Trinh Phạm còn nhớ video đầu tiên mình đăng trên YouTube không? Video đầu tiên của chị là một video về review kem lót. Và hình như chị có review khoảng 2-3 loại gì đó. Thì có một loại là có một hẳn một tuýp, còn những loại khác thì đều là mẫu thử ở trong gói. Và mất bao lâu để mình quay cũng như chuẩn bị cho video đấy? Thì đấy, nếu mà cái quá trình mà để kiểu suy nghĩ xem là mình có nên bắt đầu không thì nó kéo dài rất là lâu. Nhưng mà khi mà mình đã quyết định rồi thì nó cũng nhanh thôi. Đâu sẽ là một video cột mốc của Trinh Phạm? Có một cái video mà đến bây giờ nó vẫn là nhiều view nhất, khoảng hơn 3 triệu view, 4 triệu gì đó. Đó là video chọn đồ lót cho các bạn gái. Đó, video đấy thì chị cũng chỉ làm là dựa vào cái những cái câu hỏi mình có cho bản thân thôi. Sau đó mình đúc kết được một vài kinh nghiệm thì mình làm video đó để chia sẻ với các bạn thôi. Nếu bây giờ xem những video đầu tiên của mình thì chị Trinh Phạm sẽ chê điều gì? Thì nó không có nét, mà tức là máy đấy có thể lấy nét được nhưng mà nó hoàn toàn là out nét hết luôn. Đó, thì cái về vấn đề kỹ thuật, đến tận bây giờ nhiều khi kiểu chị vẫn rất là lờ mờ về những cái đó. Thì chắc là chê về cái điểm đó, ánh sáng các kiểu. Quay trở lại một thực tế của công việc beauty blogger là chắc chắn là chúng ta sẽ có được sự tài trợ của các nhãn hàng và nhận tiền của họ. Và đương nhiên là em biết chị Tinh Phạm cũng sẽ là một người như thế, cũng sẽ được những nhãn hàng trả tiền để quay video. Nhưng có sẽ có con dao hai lưỡi, tức là tiền, thu nhập của chúng ta, và cái thứ hai là niềm tin của công chúng. Thì sẽ cân bằng như thế nào? Chị nghĩ là cái sự cân bằng này thì nó đến từ bản thân mình thôi. Khi mà chị nhận bất kỳ một nhãn hàng nào ấy thì chị cũng nói là sẽ phải cho chị ít nhất là khoảng 2-3 tuần để chị thử xem nó như thế nào, và sau đó thì mình mới quyết định là có làm việc hay không. Và cái beauty blogger với cả các sao ấy thì khác nhau một chỗ là các sao thì có thể nhận làm hình ảnh đại diện cho một nhãn hàng mà nhiều khi người ta cũng không cần thử lắm. Nhưng mà bản thân mình thì nhiều khi mình chỉ cần đọc tên của một nhãn hàng hoặc là mình tìm website hay các gì đó mà mình thấy là nó không ổn lắm ấy, thì mình đã phải từ chối rồi. Bởi vì dù là nó nhiều tiền đến như thế nào nhưng mà cái công sức mình xây dựng trong từ 5 đến 6 năm nay nó không thể là chỉ vì một cái nhãn hàng đấy mà mình có thể bỏ hết tất cả được. Đó. Thì và khi mà người ta xem review của mình thì người ta cũng muốn là mình review chân thực. Thì tất nhiên là nhãn hàng thì người ta muốn là đưa thông tin này, đưa thông tin kia vào trong video. Nhưng mà mình cũng phải đưa ra cái trải nghiệm thực tế của mình ấy, là nó như thế nào. Tức là đã có khen thì phải có cả chê nữa, chứ không thể là chỉ có khen mãi được. Đó. Thì mình phải cân bằng cái đó. Mình có bao giờ mà sau khi chị nhận sản phẩm của nhãn hàng, dùng cái công thức thật và góp ý cho họ và cuối cùng clip đấy không được lên? Cũng chưa bao giờ cả, bởi vì chị phải thử trước, xong rồi mình mới đồng ý là có nhận làm hay không. Chứ cũng không phải là nhận ok làm rồi xong rồi mới thấy là không ổn ấy. Ban đầu thì chúng ta có một câu hỏi
vì chị Trinh Phạm là một người không thích drama. Nhưng mà không thể phủ nhận là trong giới beauty blogger thì có rất nhiều drama. Và chắc chắn chị cũng biết, cũng có những sự cạnh tranh mà có thể nói là khá là dữ dội. Chị có nhận xét gì về cái điều này? Thực ra bây giờ em nói chị mới biết là nó dữ dội. Bởi vì chị biết là cũng có cái này cái kia, nhưng mà thực sự là mình kiểu cũng không quan tâm nhiều lắm ấy. Bởi vì riêng cái thời gian mà để sắp xếp quay được 1 đến 2 video một tuần và cân bằng tất cả những thứ khác nữa, nó cũng chiếm khá là nhiều thời gian rồi. Để mà nói là quan tâm đến drama thì chị có nghe được một vài cái. Và bản thân chị thì chị luôn luôn tâm niệm một cái là nếu mà mình hay để ý và hay kiểu bị thu hút bởi những cái điều tiêu cực ấy, thì tự nhiên bản thân mình sẽ trở thành một người tiêu cực. Thì chị sẽ kiểu thường sẽ tránh những cái điều đấy ra ấy, để cho mình không phải suy nghĩ về những cái đó, thì mình sẽ cảm thấy là tích cực hơn và mình cũng sẽ dành thời gian để làm những việc khác nhiều hơn. Là tại vì khi mà follow những cái drama đó ấy, mình hay bị cuốn vào ấy, và tự nhiên mình sẽ cảm thấy đầu óc mình nó rất là kiểu u tối, tiêu cực đi. Ừ đấy, nên là thường chị sẽ cố gắng tránh ra những cái đó. Bây giờ ví dụ trên cương vị một người xem mà có quá nhiều beauty blogger, mỗi người chia sẻ một cách làm đẹp khác nhau, thì chúng ta sẽ phải nên nghe ai? Chị nghĩ nên nghe ai là tùy thuộc vào cái làn da của mọi người này, tùy vào cái sở thích của mọi người này. Vì nhiều khi nhá, chị cũng luôn nói là nếu mà mọi người xem review thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Bạn ấy, ví dụ chị có thể dùng rất là ok một sản phẩm kem nào đó, nhưng mà một bạn khác, bạn ấy dùng bạn lại thấy là không ok lắm. Thì bởi vì hai làn da là hai cái khác nhau, mình phải lắng nghe cái làn da của mình đã. Sau đó thì mình hãng tham khảo ý kiến của các beauty blogger. Và kể cả các beauty blogger thì mọi người cũng chọn xem là bạn này có làn da giống mình hay không, để nghe những review của bạn ý, để áp dụng vào làn da của mình. Chứ nhiều bạn là thấy ví dụ mình review rất là hay, xong mọi người mua, mọi người thấy là không dùng hợp ấy, thì mọi người nói là mình review sai. Nhưng mà đối với da mình thì dùng rất là ok, nhưng đối với da bạn ấy có thể là nó lại không hợp ấy, thì nó không thể so sánh như thế được. Một câu hỏi tò mò nữa, đó là Việt Anh thì hay xem clip của chị Trinh Phạm nhiều, nhưng mà cũng hay đặt cho mình một câu hỏi là vậy thì chị Trinh Phạm sẽ xem clip của ai? Chị xem nhiều lắm em ạ. Chị xem từ những cái vlog về gia đình này, rồi vlog về làm đẹp cũng có xem, nhưng mà thường vlog này thì chị hay xem của nước ngoài hơn. Rồi là thỉnh thoảng cũng hay xem mấy cái clip react của mấy MV ca nhạc á. Nói chung là cũng xem nhiều lắm. Bên cạnh những video làm đẹp thì chị thích nhất là video về chủ đề gì? Thường chị thích về chủ đề về gia đình, rồi du lịch các thứ, ăn uống, cảm giác ngồi xong rồi xem người ta ăn. Có phải đấy là lý do mà kênh Trinh Phạm Family ra đời? Cũng có thể. Thực ra kênh đó ra đời một phần cũng là bởi vì chị muốn là lưu lại những cái khoảnh khắc của em bé, rồi của cả nhà, xong rồi có thể chia sẻ với mọi người thôi, chứ cũng không hẳn là tại vì bình thường chị cũng hay thích xem những cái video đó, nên là chị cũng muốn làm những video kiểu như vậy. Trong kênh YouTube của chị Trinh Phạm thì không chỉ có làm đẹp mà sẽ có cả lifestyle, có cả decor, có rất nhiều thứ. Có bao giờ chị sợ là công chúng sẽ nhìn vào đó và nói là cái kênh này như một cái chợ? Thực ra thì không, bởi vì từ trước đến giờ kênh của chị khác với cả những kênh khác ở chỗ đó. Bởi vì chị chia sẻ cũng rất là nhiều thứ, không hẳn là chỉ về làm đẹp. Bởi vì đối với chị, khi mà chị có một bạn subscriber ấy, thì chị nghĩ là làm đẹp nó không phải là tất cả, mà mình luôn luôn là hướng đến những cái khác nữa để hoàn thiện bản thân nữa. Nên là chỉ làm đẹp ở bên ngoài thì cũng không hẳn là cái mà chị muốn truyền tải duy nhất ở trong kênh của chị. Cho đến thời điểm hiện tại thì cái quãng đường làm beauty blogger đã khá là dài với bản thân chị Trinh Phạm. Có đôi lúc mà mình cảm thấy sợ là sẽ hết thời và cũ kỹ đi không? Chị nghĩ là ai làm YouTube thì cũng có một nỗi sợ như vậy, kể cả là làm về mảng gì đi nữa. Bởi vì thứ nhất là bây giờ mình có thể nói là cũng có một cái phần ảnh hưởng gì đấy đối với cả các bạn trẻ. Cái thứ hai đó là một cái công việc mà đem lại thu nhập cho mình, thì ai cũng sợ là hết thời thôi. Nhưng mà mình nên nghĩ cái đó là thoáng hơn một chút, bởi vì dù có làm nghề gì đi nữa thì cũng đến tuổi nghỉ hưu mà. Mình cũng sẽ đến lúc phải nghỉ hưu để cho các bạn khác có thể truyền tải những cái thông điệp hay ho đến các bạn trẻ hơn. Và trên bàn cân giữa việc làm beauty blogger và một việc mà chị cũng mới làm, đó là làm mẹ, thì việc nào sẽ khó hơn? Làm mẹ khó hơn. Tại sao ạ?
Tại vì là mẹ nói là một công việc mà gọi là full time, không phải là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mà nó là 24/24 luôn, lúc nào mình cũng phải có mặt. Và nó là một cái quá trình học hỏi liên tục. Mỗi ngày là mình học một điều mới và nhiều khi mình cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà nó là một cái con đường khó khăn, nhưng mà nó lại đem cho mình một cái kết quả mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc ấy. Nội dung và ý tưởng của những video có thay đổi sau khi mà chị Trinh Phạm làm mẹ không? Cũng có, nhưng mà lý do thứ nhất để mà nó thay đổi bởi vì chị không có nhiều thời gian để ngồi quay quá lâu như đợt trước nữa. Trước khi có con thì chị có thể quay thời gian thoải mái 3-4 tiếng đồng hồ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tới khi có con thì chị, tại vì công việc của chị đặc thù là chị sẽ làm ở nhà, nên là mình cũng phải căn thời gian như thế nào, giống như đúng thời gian con ngủ chẳng hạn, thì hoặc là nhờ ai đó trông để mình có thể tranh thủ make up rồi để lên hình rồi các thứ. Nên là nó cũng tạo cho mình một cái áp lực riêng ấy. Và có một có rất nhiều bạn đã nói là sau khi chị có con thì cái nội dung với cái video của chị nó cũng thay đổi nhiều hơn, tức là chị sẽ quay những cái chủ đề mà có thể quay nhanh hơn một chút ấy. Và các bạn cũng nhận ra điều đó. Thì cái đó là một cái mà cũng làm chị cảm thấy rất là phải suy nghĩ. Nhưng mà chị nghĩ khi mà đến một thời điểm nào đó thì mình phải chấp nhận đánh đổi. Và có thể là khi mà con mình đi học chẳng hạn thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn, thì mình sẽ quay trở lại làm những video dài hơn. Ông xã thì có giúp gì cho chị trong công việc không? Thực ra ông xã giúp rất là nhiều. Riêng cái việc mà khi mà vợ phải đi quay hoặc là phải chuẩn bị đồ đạc để quay mà chồng trông con cho là đã rất hạnh phúc rồi. Ngoài ra thì trên kênh Trinh Phạm Family thì chồng chị là người edit chính, chỉnh sửa video chính, rồi làm thumbnail, ảnh bìa các thứ, thì chồng chị là người giúp đỡ rất là nhiều. Em rất tò mò, bởi vì là có một khoảng thời gian khi mà chị công khai người yêu là chồng chị bây giờ thì mọi người rất là bất ngờ vì hai người đã quen nhau rất là lâu rồi và chị giữ rất là kín. Nhưng mà em muốn hỏi là trong cái khoảng thời gian đầu đấy thì anh có giúp chị không? Thời gian đầu là thời gian đầu mới công khai hả? Cái thời gian mà hai người mới yêu nhau ấy. Nhưng mà hồi đấy chị chưa có làm YouTube. Và thực ra thì trong quãng thời gian yêu nhau rất là lâu, đấy là 10 năm, thì bọn chị cũng có chia tay một thời gian. Thì cái quãng thời gian mà chia tay đấy là lúc mà chị bắt đầu làm YouTube. Bởi vì cái lúc đấy quá là buồn và chán ấy, nên là mình bắt đầu làm YouTube đó. Thì lúc đấy không có sự giúp đỡ gì từ chồng cả, bởi vì lúc đấy đang tự một thân của mình. Có một câu hỏi ban đầu khi mà em hỏi là có bao giờ chồng chế make up xấu thì chị bảo là không. Nhưng có bao giờ hai người có cái sự tranh cãi trong công việc không? Nhất là công việc của chị. Công việc thì thực ra cũng ít thôi. Bởi vì chồng chị cũng có một cái công việc riêng không liên quan đến YouTube cả. Thì chồng chị tập trung làm cái đó. Thì cái kia chỉ là kiểu giúp đỡ thêm ấy. Và được cái là hai vợ chồng thì rất tôn trọng ý kiến của nhau. Nên nếu mà có cái gì thì mình ngồi nói chuyện thôi. Và nếu mà không đồng ý thì... Và sau một thời gian kết hôn thì chị nhận thấy là một cái chữ rất quan trọng trong hôn nhân, đó chính là nhịn. Nhiều khi mình không đồng ý cái gì đó thì mình cũng nhịn đi một tí, xong rồi mình sẽ giải quyết xong. Có một câu hỏi mà rất nhiều bà mẹ bỉm sữa thắc mắc, đó chính là về lịch trình một ngày của chị Trinh Phạm. Lịch trình một ngày thì nó sẽ gắn liền với con. Dụ như buổi sáng thì khoảng 7 rưỡi là em bé là chị sẽ dậy. Dậy thì sẽ cho em bé ăn sữa, ăn sáng. Thì sau đó thì nhà chị thì có một bác giúp việc sẽ đến. Và sau đó thì bác sẽ đưa em bé đi chơi. Trong lúc đó chị sẽ tranh thủ đi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, make up rất là nhanh thôi. Và khi mà con đi chơi về, bắt đầu đi ngủ thì chị sẽ bắt đầu quay trong khoảng 1 đến 2 tiếng gì đó. Đó, sau 1-2 tiếng thì đến giờ ăn trưa, chị sẽ ra cho con ăn và chơi với con. Xong rồi đến khoảng giờ ngủ tiếp theo của con thì mình lại bắt đầu làm việc. Nói chung là khi mà mình còn chưa có con ấy thì cái giờ giấc làm việc của mình nó rất là thoải mái và có thể làm việc cả ngày luôn. Nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào cái thời gian của con hết. Em thấy chị Trinh Phạm là một người rất tự tin, đặc biệt là về cái YouTube của mình. Nhưng chị có tự tin về việc làm mẹ cũng như làm việc nhà của mình không? Nếu mà làm việc nhà thì chị cũng khá tự tin. Bởi vì hai vợ chồng chị thì trước khi có bác giúp việc thì cũng chỉ có hai vợ chồng xoay sở với nhau thôi. Nên là cũng có thể nói là cũng khá quen với việc là phải làm việc nhà hay là tự chăm sóc cho bản thân. Và chị cũng có một thời gian đi du học cũng lâu nữa. Nên là chị cũng không có vấn đề gì trong việc là phải tự làm mọi việc cả. Còn làm mẹ thì chị chắc chắn là không phải riêng chị mà với cả những bà mẹ khác nữa, mọi người cũng sẽ luôn luôn có những cái việc cảm thấy rất là bối rối. Kể cả làm mẹ lần đầu hay làm mẹ lần 2, lần 3, lần 4 sẽ vẫn cảm thấy nó rất là mới, vì mỗi em bé lại một khác. Và
mình phải kiểu và mình sẽ phải làm thế nào để phù hợp với cả em bé đó, chứ không thể áp dụng nguyên một quyển sách hay gì đó cả. Nên là chị có thể tự tin nói là chị có thể quan sát được em bé nhà chị, chứ còn nếu mà nói là người mẹ tốt 100% thì không tự tin lắm. Vậy cái điều lớn nhất mà chị nhận được hoặc là chị học được sau khi mình có con là gì? Đấy là sự kiên nhẫn và phải quan sát, và cũng như là phải có một cái sự thay đổi phù hợp khi mà mình cảm thấy là nó không phù hợp với các em bé nhà mình ấy. Vì chị là một người khá cứng nhắc, khi mà có một cái gì mà có lý thuyết hoặc là khoa học chứng minh rồi là chị sẽ áp dụng nguyên như vậy. Nhưng mà đối với cả một em bé thì em bé chưa biết nói này, rồi là có mỗi em bé là có nhu cầu khác nhau, mình không thể so sánh em bé nhà này với em bé nhà mình được. Và khi mà thì nên mình phải có một cái sự quan sát. Chính vì thế nên là chị đã học được một cái sự kiên nhẫn và phải quan sát nhiều hơn. Có một điều rất thú vị sau khi mà chúng ta nổi tiếng, đó là chúng ta sẽ có fan hâm mộ. Với chị Trinh thì sao, khi phản ứng như thế nào khi gặp fan hâm mộ ở ngoài đời? Thường thì các bạn ấy, cái phản ứng đầu tiên các bạn ấy sẽ là kiểu chỉ các bạn nhìn xem có chắc chắn là mình hay không ấy. Xong các bạn ấy sẽ, câu mà chị hay gặp nhất đó là: chị có phải chị Trinh Phạm không ạ? Kiểu, đó, xong rồi chị sẽ trả lời là ừ đúng rồi. Thế thôi, xong rồi có thể chào nhau hoặc là chụp ảnh chung gì đó. Chị thấy nói chung bây giờ cái chuyện đấy cũng rất là bình thường ấy, không quá là lạ lẫm như hồi đầu chị mới về Việt Nam nữa. Khi chị mới làm ở Mỹ thì cũng không ai biết gì đến mình ấy. Mình đi ra ngoài đường chả ai quan tâm mình là ai ấy. Đến lúc về Việt Nam thì mình cũng phải gọi là chăm sóc cho cái vẻ bề ngoài của mình hơn, bởi vì ra ngoài thì cũng có nhiều người sẽ biết mình hơn. Chị Trinh có phải là một người thích fan club không? Tức là sẽ mời các bạn fan hâm mộ của mình đến một buổi như kiểu workshop được không? Nói chuyện, chia sẻ. Thường thì mỗi năm chị sẽ làm một buổi để kỷ niệm cái sinh nhật của YouTube Channel. Năm vừa rồi thì có Covid nên là không có làm được. Nhưng mà để mà làm ra một buổi như thế nó cũng tốn rất là nhiều công sức. Vì nó không chỉ là một buổi gặp gỡ, mình muốn là các bạn đến phải chu đáo, phải có nước, phải có bánh, phải có quà mang về, rồi nội dung nó cũng phải hay. Nên là hồi đầu chị mới về Việt Nam thì cũng có tham gia một những cái gọi là meet and greet của các nhãn hàng ấy, thì mình thấy là nó đơn giản bởi vì người ta đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà đến lúc mà mình tự làm cái của mình thì một năm mình chỉ làm được 1-2 cái thôi, bởi vì thực sự là nó mất khá là nhiều công sức. Nhưng rõ ràng là hiện tại thì cũng có rất nhiều bạn trẻ thần tượng Trinh Phạm, và cũng có những người sẽ dành tình cảm rất là nhiều cho chị, và cũng có những người sẽ học theo và noi theo chị Trinh Phạm, nên là một cái tấm gương, thì đấy có phải một áp lực lớn không? Chị thì tại vì chị luôn luôn nhắc các bạn xem channel của chị ấy, tức là mình cảm thấy là mình là một người bình thường thôi. Mình cũng có lúc này lúc kia, cũng có những lúc vui, có những lúc buồn, có những lúc làm sai cái này sai cái nọ. Nên là chị chỉ mong là các bạn ấy có thể thần tượng mình về cái ví dụ như là phong cách làm việc hay là cái sự chăm chỉ của mình đi. Còn mình cũng không muốn là cái gì cũng phải là tốt đẹp ấy, bởi vì mình không phải là một người như vậy. Đó, nên là chị cũng chỉ mong là mọi người nhìn chị như một người bình thường thôi. Nhưng mà đấy cũng là một cái mà để cho mình có thể cố gắng hơn, là hoàn thiện bản thân mình hơn và cẩn trọng hơn trong những cái công việc mà mình làm. Một câu hỏi mà khá buồn cười khi hỏi, nhưng mà vì anh vẫn phải hỏi, đó là con người mà chị Trinh Phạm đưa lên video trong suốt khoảng thời gian từ ngày đầu cho đến bây giờ có phải là con người thật của chị không? Đúng là con người thật của chị đấy. Bởi vì nếu mà mọi người làm YouTube một thời gian ấy, thì mọi người sẽ nhận ra là mình có thể lấy một cái hình tượng nào đó để mình học theo khoảng một thời gian rất ngắn thôi. Nhưng mà người xem người ta rất là để ý. Bởi vì nếu mà chụp ảnh ấy, mình có thể là cười hoặc là mình có thể làm một cái thái độ nào đó, nó chỉ có trong ảnh thôi. Nhưng mà khi mà mình lên video chẳng hạn thì khi mình cảm thấy mệt hoặc là cái cảm xúc của mình ngày hôm đấy nó không được tốt ấy, thì người xem người ta cũng sẽ cảm nhận được ngay. Nên là không thể nào mà lấy cái hình tượng ra để mình làm mãi trong suốt một thời gian dài được, mà mình phải là chính bản thân mình. Nhưng thì Trinh Phạm nghĩ là cái việc mặt trái của việc chúng ta mang con người thật lên mạng xã hội thì sẽ là... Nó sẽ chỉ làm khó cho bản thân mình thôi, chứ cũng người xem thì người ta thấy vui thì người ta sẽ xem, và người ta không thấy thích nữa người ta sẽ không xem. Còn nếu mà mình cứ cố gắng để trở thành một người nào đó, nó sẽ tự tạo một cái áp lực cho riêng mình, bởi vì nó không phải là chỉ là trên mạng, bởi vì mình sẽ gặp các bạn ở ngoài đời nữa. Nên là mình không thể cứ tiếp tục kiểu làm người nào đó được.
mà nên là bản thân mình thì sẽ có thể làm được lâu dài hơn. Là một người có sức ảnh hưởng và cũng có rất là nhiều người theo dõi, thì có bao giờ chị sợ việc là mình khoe con này, khoe chồng này, lên mạng xã hội sẽ bị ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của mình không? Tất nhiên là khi mà mình quyết định đưa cái gì đấy lên mạng xã hội thì mình đều phải đánh đổi hết. Kể cả là chị là YouTuber hay là kể cả người bình thường đi, kể cả bạn bè chị khi có con thì khi mà post ảnh lên hay là post video thì cũng có người này nói nọ, người này nói kia. Thì đấy là một cái mà mình phải chấp nhận. Và như chị nói là khi mà mình đã là người nhiều người biết đến này, thì mình phải tôn trọng cái ý kiến của những người khác. Mình có thể nghe hay không, mình có thể tiếp thu hay không, nhưng mà người ta nói thì mình cũng phải tôn trọng cái gì đó. Nhưng chúng ta sẽ cần lưu ý điều gì khi mà quyết định chia sẻ về cuộc sống riêng tư của mình lên mạng xã hội? Mạng xã hội nó là một cái rất là gọi là khó để nói như thế nào nhỉ? Thường trên mạng xã hội sẽ người ta sẽ chia sẻ những điều tốt đẹp về bản thân. Nhưng mà nhiều khi người ta cũng muốn gọi là bóc phốt thì nó sẽ là những điều không tốt đẹp lắm. Đó, thì cái mà mình chọn đưa lên thì mình sẽ phải chấp nhận là người có những nhiều cái mình đưa lên rất là tốt, nhưng mà có những người người ta nghĩ không tốt về nó chẳng hạn, thì mình phải chấp nhận cái việc đó. Và cái cách mà mình xử lý những cái điều tiêu cực đó thì nó phụ thuộc vào bản thân mình. Nên là nếu mà mình không muốn nhiều người đánh giá thì mình có thể không đưa lên. Mình phải suy nghĩ thật kỹ trước khi là mình đưa lên một cái gì đó. Còn nếu mà không chịu được áp lực thì tốt nhất là không nên đưa lên làm gì. Có một câu hỏi mà chắc chắn là chị Trinh Phạm đã được hỏi rất là nhiều, đó là về việc đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ muốn theo đuổi công việc là beauty blogger. Nhưng rộng hơn thì hôm nay chương trình muốn hỏi là, vậy thì những bạn trẻ mà họ muốn trở thành những influencer trong rất nhiều những lĩnh vực khác nhau, và đặc biệt là YouTuber, thì họ nên làm gì? Influencer dịch cái tiếng Việt là người có tầm ảnh hưởng. Người có tầm ảnh hưởng thì bạn là một người muốn người khác được ảnh hưởng như thế nào? Ảnh hưởng tốt hay là ảnh hưởng xấu? Kể cả mình, người ta follow bạn vì cái gì? Đó, mình phải tạo ra một cái giá trị riêng của mình. Người ta follow bởi vì người ta thích cách mình nuôi con, hoặc là follow vì thích cách mình làm đẹp, hay là follow vì người ta thích drama, kiểu như vậy. Mỗi người sẽ có một phong cách riêng. Chị thì không đánh giá ai cả, nhưng mà đó, khi bạn muốn trở thành một influencer thì bạn sẽ chọn cái mà người ta follow mình, lý do tại sao người ta follow. Và một câu hỏi cuối cùng trong chương trình Căn phòng bí mật ngày hôm nay: nếu chị Trinh Phạm không phải là một beauty blogger, một influencer, một YouTuber thì sẽ là ai? Câu này khó bởi vì chị cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Chị thì học chuyên ngành marketing khi mà đi du học, thì có thể là chị sẽ làm cái gì đó về marketing. Và chị là một người cũng rất là yêu trẻ con ấy, nên là cái ước mơ của chị bây giờ là có thể kiểu làm cái gì đó liên quan đến các em bé, kiểu mở một trường mẫu giáo hay gì đó, thì cũng có thể là làm cô giáo được. Câu hỏi này là câu hỏi phụ thêm, gần như là cuối cùng những vấn đề nảy sinh thêm, đó là khán giả chắc chắn sẽ rất tò mò về cái câu trả lời có khi mà Việt Anh hỏi chị Trinh Phạm câu hỏi là sẽ ra thương hiệu mỹ phẩm riêng. Cái này thì chị cũng mới nghĩ đến thôi, chứ cũng không chưa có kế hoạch gì cụ thể cả, nên là chắc phải để mọi người cứ xem follow trong tương lai xem là có điều gì sẽ xảy ra. Và hy vọng là điều ấy có thể sẽ thành sự thật. Và cùng với đó thì chương trình cũng chúc là chị Trinh Phạm sẽ thật sự là thành công con đường mình đã chọn, cũng như hạnh phúc với tổ ấm của mình. Và cảm ơn chị Trinh Phạm đã đồng hành cùng Căn phòng bí mật ngày hôm nay. Cảm ơn Việt Anh và chương trình đã mời chị đến ngày hôm nay. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Căn phòng bí mật đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.